Rồi, hello anh em nha. Lên cho anh em một cái xác máy da Speed tháo xe bên Thái về, cực đẹp nha. Cái máy này chất máy là siêu đẹp luôn, màu đẹp, rất là đẹp. Thì cái xác máy này mình bán cho anh em giá là 4,6 triệu nha anh em. Đó. Máy da Speed 120, 6 số con tay. Nói chung anh em mua về là để độ chế ha, hoặc là về lấy đồ, hoặc là về gắn vô xe da Speed, hoặc là về lấy đồ để anh em chơi hệ da Z cũng được nha anh em. Đó. Đồ nó cơ cấu nó giống máy da Z, nhưng mà không phải là máy da Z nha. Máy da Z là 125, còn máy này là máy 120. Đầy đủ nha anh em, nắp cá nha. Dây điện sườn full. Mobin sạc IC 5 5 NM. Đó. Máy thì nó full đủ đồ hết. Đó. Bao anh em là máy là chắc cái máy này đẹp, không nứt bể hết nha anh em. Bình xăng nè. Bộ lửa nè, mới chát luôn. Bộ lửa mới chát luôn anh em. Ba cốt đẹp không hàng hết nha. Cốt nhông tải là anh em, bao anh em là như mới. Đó. Đúng máy da Speed nha. Đẹp không nứt bể hết nha anh em. Máy này bán giá 4,6 triệu nha. Full đủ đồ nha. Bán thì bao đúng máy zin da Speed bên Thái vậy thôi. Còn anh em mua về là nói chung là về mình lấy dạng phụ tùng, hoặc là muốn làm gì làm nha anh em. Không bao nổ, không bao gì hết, chỉ bao đúng đồ máy da Speed bên Thái về. À. Cái máy này tình trạng là đẹp nha anh em. Ở dưới này kia là không có nứt bể luôn. Đây, mình quay dưới cho anh em xem. Máy là ba đèn ở dưới đẹp. Đã nè. Đó, chắc máy đẹp như hình nha. Anh em nào cần xài thì alo mình, bán full đủ đồ hết. Đó.